Các em thân mến, hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn nội dung học tập của chủ đề số 2, bài ca hòa bình. Để chuẩn bị cho tiết số 8, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra giữa học kỳ. Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi ôn tập lại một số những cái nội dung kiến thức đã học. Về nội dung bài mới, nội dung thứ nhất đó là lý thuyết âm nhạc, ký hiệu âm nhạc bằng hệ thống chữ cái Latin, nội dung tập đọc nhạc số 2, và nội dung âm nhạc thưởng thức, tìm hiểu về nhạc sĩ Văn Cao và lắng nghe bài hát Tiến về Hà Nội. Phần nội dung ôn tập, trước hết chúng ta sẽ ôn tập bài hát Tiếng Chuông và Ngọn Cờ, nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Sau đây cô mời cả lớp cùng trình bày lại bài hát theo giai điệu. Cần ghi nhớ về nội dung của bài hát Tiếng Chuông và Ngọn Cờ, đó là nói lên ước vọng của tuổi thơ, mong muốn cuộc sống hòa bình, hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới. Và qua bài hát thì chúng ta cũng nhận ra rằng cần phải biết trân trọng, yêu quý hòa bình, sống đoàn kết, thân thiện và biết giúp đỡ bạn bè. Tiếp theo chúng ta sẽ ôn tập về lý thuyết âm nhạc. Đó là những thuộc tính của âm thanh. Âm thanh trong âm nhạc thì gồm có những thuộc tính sau đây. Thứ nhất đó là cao độ.
Cao độ có nghĩa là độ cao thấp trầm bổng của âm thanh. Thứ hai là trường độ. Trường độ có nghĩa là độ ngân dài hoặc là ngắn của âm thanh. Thứ ba là cường độ. Cường độ là độ mạnh hoặc nhẹ của âm thanh. Thứ tư là âm sắc. Đó là chỉ sắc thái tình cảm của âm thanh. Phần bài mới, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nội dung thứ nhất, đó là lý thuyết âm nhạc, ký hiệu âm nhạc bằng hệ thống chữ cái Latin. Các em đã được học là trong âm nhạc gồm có 7 tên nốt tương ứng với 7 bậc âm, đó là Đô, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si. Khi viết bằng ký hiệu chữ cái Latin thì Đô ký hiệu là chữ C, Re ký hiệu là chữ G, Mi ký hiệu là chữ E, Fa ký hiệu là chữ F, Son ký hiệu là chữ G, La ký hiệu là chữ A và Si là ký hiệu là chữ B. Qua nội dung tiếp theo, nội dung đọc nhạc, bài đọc nhạc số 2. Trước khi vào tập đọc bài tập nhạc số 2, cô mời các em quan sát lên bài để chúng ta nhận xét. Bài tập nhạc số 2 được viết ở nhịp 24. Về cao độ gồm có những tên nốt như nốt đồ, nốt mi, nốt son, nốt la. Về trường độ có các hình nốt như hình nốt đen, hình nốt móc đơn, hình nốt trắng. Và hình tiết tấu chủ đạo của bài đó là đen, đơn, đơn, đen, 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 lặng. Bài tập đồng nhạc số 2 được chia làm 2 câu. Câu 1 tương ứng với khuôn nhạc thứ nhất và câu số 2 tương ứng với khuôn nhạc số 2. Sau đây chúng ta cùng đi vào tập đọc bài tập đồng nhạc số 2. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em tập đọc nhạc câu thứ nhất, các em lắng nghe. Nội dung tiếp theo chúng ta tìm hiểu là thưởng thức âm nhạc, nhạc sĩ Văn Cao và lắng nghe bài hát Tiến về Hà Nội. Nhạc sĩ Văn Cao, ông sinh năm 1923, mất năm 1995. Ông là một trong những nhạc sĩ thuộc thế hệ
cánh chim đầu đàn, có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Sáng tác của ông nổi bật trong lĩnh vực ca khúc với nhiều bài có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật. Ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao phong phú với nhiều thể loại như trữ tình, hành khúc, chính ca, và tiêu biểu cho các bài trữ tình như là bài Thiên Thai, Suối Mơ, Làng Tôi, Mùa Xuân Đầu Tiên. Các bài hành khúc như bài Tiến Quân Ca, Chiến Sĩ Việt Nam, Tiến Về Hà Nội, vân vân. Nhiều ca khúc của ông có ý nghĩa lịch sử to lớn. Bài hát Tiến Quân Ca thì được sáng tác trong thời kỳ tổng khởi nghĩa của cách mạng tháng 8 và đã vinh dự được chọn làm bài quốc ca Việt Nam. Dù là ở thể loại trữ tình, chính ca hay là hành khúc, thì ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao luôn mang tính nhân văn sâu sắc, thấm đượm tình yêu, cuộc sống và thể hiện khát vọng hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc. Với những công lao đóng góp đối với đất nước, về nền âm nhạc Việt Nam, thì năm 1996, ông được nhà nước truy tặng giải thưởng về Hồ Chí Minh và văn học và nghệ thuật. Quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về. Chúng ta đi nghe vui lúc mưa dù đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố. Chúng chung say trong câu hát, lấp lánh người lê xa người. Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về. Oh,
Bài hát Tiến về Hà Nội được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào mùa xuân năm 1949. Khi đó, ông đã dự cảm về ngày vui giải phóng của thủ đô. Với âm điệu hào hùng, khỏe khoắn, theo nhịp hành khúc của bài hát như là vẽ lên một bức tranh toàn cảnh thủ đô Hà Nội tưng bừng, náo nức chào đón hành quân chiến thắng trở về. Các em tiếp tục ôn tập những cái nội dung đã được cô hướng dẫn. Và đến tiết số 8 thì chúng ta sẽ làm bài kiểm tra giữa học kỳ. Nội dung của tiết học hôm nay cô hướng dẫn tới đây là hết. Cô xin chúc các em luôn vui khỏe, học tập tốt và cô xin chào tạm biệt các em.